Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói, mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới có thể giàu có lên được. Hay đôi khi là cũng chỉ cần đủ ăn đủ sống. Và trong tháng 4 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 4 âm lịch này sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học phương Đông đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 4 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc, quý thần tương trợ và giúp đỡ, nên con giáp này đã gặt hái được những thành công lớn lao trong tháng 4 âm lịch này. Và đương nhiên sự thành công của con giáp này cũng khiến cho không ít người phải ghen ghét đố kỵ, nhưng cũng không kém phần để trọng và kính phục. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chương trình chi tiết, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng bước vào phần luận giải chi tiết về tử vi của những quý gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 4 âm lịch này. Xin mời tất cả quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, trong 12 con giáp thì con rồng chính là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường thiêng liêng được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống, có uy quyền, có địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh và hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái đúng sai. Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó khăn. Tuy nhiên họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc và dễ làm mất lòng của người khác. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo lời gợi ý từ ai đó nếu cảm thấy điều đó là đúng đắn. Bước sang tháng 4 âm lịch năm 2022, người tuổi Thìn sinh năm 1964 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên nếu dựa vào sự chăm chỉ nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần phải tránh xa những điều cám dỗ bên ngoài, giữ khoảng cách hợp lý thích hợp với mọi người xung quanh và không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc và thậm chí là cả khi rèn luyện sức khỏe thì bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp ất âm mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để gây ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc làm ăn của gia chủ gặp nhiều vất vả và trở ngại trong giai đoạn đầu năm 2022 và kéo dài đến nay. Vì thế làm gì, dù lớn hay nhỏ cũng cần phải hết sức cẩn thận, làm việc có thứ tự trước sau, tránh vì rút ngắn giai đoạn mà bỏ qua chi tiết kẻo gặp họa liên miên, nghiêm trọng còn dính tới công quyền pháp luật. Trong tháng sẽ có những thời điểm vận xui liên tiếp kéo đến khiến bạn không biết xoay sở ra sao. Bản thân bị hung tinh xung phá nhiều, lại ít vận quý nhân, thành ra dễ rơi vào tình trạng bế tắc bất ổn về cảm xúc. Lại có thêm sự cố chấp và cảm xúc nóng nảy khiến mệnh chủ dễ phạm sai lầm. Làm việc gì cũng khó đạt được kết quả mỹ mãn như mong muốn. Năng lực của bản thân bị kìm nén, không thể được giải phóng một cách hiệu quả. Bạn cũng cần chú ý tháng này có người luôn đố kỵ với bạn sẽ gây ra rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của bạn. Nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay.
Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tử vi tháng này cho thấy tài vận có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát. Dù được người khác nhắc nhở, bản tính khó thay đổi, gia chủ cố chấp, bảo thủ khiến tiền mất tật mang. Năm 2022 không thích hợp để cho người tuổi Giáp Thìn đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là các hạng mục có mức rủi ro cao. Nên nhớ dù làm bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp của người thân, bạn bè, nếu không thì bạn sẽ mất tiền oan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 4 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn khá tốt. Tuy nhiên, bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Bạn cần phải có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ tập luyện các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các quý gia chủ tuổi Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Giáp Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong năm 2022 không suôn sẻ như mong đợi, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Bản mệnh khá thụ động trong tình cảm, dễ vấp phải những khúc mắc tranh cãi do sự bốc đồng và bảo thủ của mình. Chính thái độ của bạn đang khiến người kia cảm thấy khó hiểu và khó có thể thông cảm. Không khí gia đình chính vì vậy mà luôn ở trong tình trạng nặng nề, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bạn nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương để cư xử và suy nghĩ cho phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo ý kiến của người bạn đời, con cháu trước khi quyết định một vài vấn đề nào đó để gia đạo luôn được ấm êm, đồng lòng. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022. Tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, lục hợp thân, tam hợp sử và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Giáp Thìn, trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 4 năm 2022, tức ngày 21 tháng 5 năm 2022, dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất và có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi 1964 trong tháng 4 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.